Nghị lực sống phi thường của chú chó bị vùi lấp 9 ngày trong ngôi nhà bị sạt lở tại Yên Bái. Câu chuyện về chú chó vẫn còn sống sau 9 ngày bị sạt lở đất vùi lấp khiến cả cõi mạng phải thổn thức. Mạng xã hội vừa qua hẳn là ai cũng ít nhất từng thấy qua bài viết về một chú chó đen tên Mickey đã sống sót một cách diệu kỳ sau 9 ngày bị vùi trong căn nhà đổ nát do sạt lở đất ở Yên Bái. Bài viết được bạn Hoai Lúc chia sẻ trên trang cá nhân về chú chó Mickey của bà mình khiến cư dân mạng phải khâm phục. Hôm nay, tôi xin mượn câu chuyện của em chó Mickey nhà bà nội để nói về niềm tin và nghị lực sống. Mickey đã trải qua những ngày tối tăm nhất, em đã bị vùi lấp trong ngôi nhà của bà sau đêm mưa lớn và trận sạt lở đất kinh hoàng do ảnh hưởng của bão số 3. Bùn đất ngập đến tận cổ, không thức ăn, nước uống, đùi, chân và một mắt em cũng đã bị thương nhưng em vẫn tin sẽ có ngày em được tiếp tục sống bình yên. Sau 9 ngày khi được phát hiện em mới được đưa ra khỏi ngôi nhà đổ nát, sau 2 tuần năm bệnh viện thú y, em đã khỏe lại và tiếp tục sự nghiệp trong nhà của em. Với chúng ta cũng vậy, dù ở trong hoàn cảnh khó khăn nào, hãy luôn giữ vững niềm tin vào cuộc sống chắc chắn ngày mai tươi sáng vẫn đang đợi chúng ta. Cảm ơn Mickey, bởi em là điều tốt đẹp nhất còn lại trong sự hoang tàn. Rất nhiều người đã để lại những bình luận dưới bài đăng về câu chuyện của chú chó Mickey. Quá phi thường luôn con ơi. Nghị lực sống như thế thì sau cả nhà thương con nhiều vào nhé. Kỳ diệu thật đấy, giống như chú chó được sống lại một kiếp nữa. Cảm ơn vì đã tìm thấy em ấy. Cảm ơn vì đã không bỏ qua em ấy. Do ảnh hưởng từ hoàn lưu bão số 3, tỉnh Yên Bái đã ghi nhận thiệt hại nghiêm trọng về người và tài sản do mưa lũ. Tính đến ngày 30 tháng 9, có 54 người thiệt mạng và hàng chục người bị thương do lũ quét và sạt lở đất. Những người thiệt mạng, phần lớn trong các hộ gia đình sống gần sườn núi hoặc ven sông, suối, những khu vực dễ bị ảnh hưởng nhất khi mưa lớn đổ xuống.